Chào mọi người đến với chơi miền Tây nha. Tết này rảnh rỗi không chuyện gì làm, cho nên là giờ lấy dàn đèn mình ra vệ sinh nha mọi người. Thay cái dầu mới cho nó. Đây. Cái này hơi mấy chục cây này chắc hơi bị lâu đó mọi người. Dầu cũ thường thì năm nào mình cũng thay cái dầu cũ này, mình bỏ mình châm dầu mới vô đây để cho giữ cho cái những cái mà thủy tinh này, cái bầu thủy tinh nó không có bị đứt các mọi người. Đây, cái bầu cái đèn này thì đèn hai màu nha, màu xanh, bầu xanh chân trắng này rất là đẹp, tráng một đều, tráng đều cái bầu đó. Bóng củ năng này mọi người, bóng củ năng là em khoái nhất trong những dòng bóng nè, bắp chuối củ năng rất là đẹp nha. Cái cây thứ hai. Chán đều một lượt luôn. Đây, chân này, cái bầu cái đèn này rất là đẹp nha mọi người. Cái này là điều là đèn thủy tinh xưa của Việt Nam mình hết nha. Đồ gốm thì mình bảo quản nó dễ dàng hơn so với những đồ thủy tinh nha. Trời, cái này vào hỏng, cái họng dặn vô khó quá. Rồi đây, cho mọi người ngắm lên. Những cái cây như thế này lúc trước mình mua không dưới 10 triệu đâu mọi người. Đây. Đèn cửa đây mọi người, rất là đẹp nha. Ba phút mấy mà mới có được có ba cây à, tại vì em không biết chỉnh sửa mọi người cho nên là quay hơi bị lâu. Đây, đây cái họng này thường là những cái họng mà bằng sắt đó mọi người, chứ không phải họng bằng đồng nha. Họng bằng đồng là tại em thấy nó đẹp cho nên là mấy cái họng đồng thôi, chứ bình thường của nó là phải họng sắt mấy ghim của nó nha. Họng đồng là những cái họng đó là của cổ Pháp đó mọi người, chứ không phải của Việt Nam mình. Yeah.
Hiện tại trên thị trường thì có em gặp hai cây nha mọi người. Em sở hữu một cây, còn một cái anh ở ở Tân Châu, An Giang có sẽ có một cây nữa mà. Cái này là song hỷ nha. Đèn này người ta gọi là đèn số 4 nha. Cái năm 2 năm trước các mọi người, đèn rất là sốt, đèn thủy tinh của Việt Nam, đặc biệt là đèn số 4 nha mọi người, giá cực kỳ cao luôn, có những cây lên tới 30-40 triệu một cây đó mọi người, nếu mà hàng cây giống như thuộc hạ dạng độc. Đây cái hai màu luôn nha, màu xanh của ba ở trên, màu xanh da trai ở dưới. Mình rất là thích tiền giàu, nhớ lúc nhỏ mà lúc mà mình còn học cấp 1 đó mọi người, 5-6 tuổi gì đó, mẹ mình mua cái đèn dầu. Lúc trước đâu có điện đâu, thời đó không có điện, chữ là xài đèn dầu thôi, leo lét leo lét vậy mà học vẫn được, học kẹt vui. Cho nên là khi mà mình lớn hơn có điều kiện là mình sưu tầm đèn dầu nhiều. Cái này thì mọi người, cái này đèn này thì cũng hai màu luôn, một màu thôi chứ, nhưng mà cái kiểu dáng rất là đẹp. Cái này là đèn cưới nè, đây để mình lao cho mọi người xem. Đèn này đèn cưới nè, tặng đèn song hỷ nè, nè chỗ này song hỷ nè, phải công nhận là nể phục những cái bàn tay mà của những người thợ ngày xưa người ta làm rất là đẹp, của Việt Nam quá trời đẹp luôn mọi người. Chắc là mình cắt ra làm hai cái clip quá, nãy giờ mới được có mấy cây. Đây những cái họng như thế này mình rất là thích nè. Cây này nó hết dầu luôn rồi, lúc hồi đó mình cháy ít quá nên nó hết giờ hết dầu luôn. Mỗi một cây là mỗi một cái dáng khác nhau mọi người, kiểu khác nhau, màu sắc cũng khác nhau luôn. Đây cây này mà thời điểm mà lúc nó sốt đó mọi người, cây này người ta trả em 20 triệu nè, dáng cực kỳ đẹp luôn. Đây mọi người, chế bí này nha, chân đẹp xuất sắc luôn.
chân tới cái cây này nha. Bầu trắng chân xanh. Cho mọi người ngắm lần nữa nha. Cái mẫu này luôn nè. Đây cái mẫu này em có hai cây nha. Đây. Cùng một mẫu. Một cái dáng màu một nhưng mình nó sẽ khác màu nha. Để em vệ sinh rồi em cho mọi người xem cụ thể nha. Chán cũng giàu hả? Đây cái chân hình bông mai nè mọi người, còn cái này là bông sen nè, nó những cái lá rồi những cái bông sen đó xung quanh này. Có nhiều người hỏi em mua lắm nhưng mà tại em không có bán, tại em còn nợ duyên nợ với nó, mà giá nào cũng có bán không bán. Cái này bầu này hơi bị cứng rồi, có cái dao quá. Để cái này chút mình vệ sinh lại. Bầu này cũng rất là hay nha, cái đèn này rất là hay nha mọi người. Cái đèn này song hỷ nè, chỗ này là song hỷ nha. Nó trưng lục giác khí cảnh hết luôn, rất là đẹp. Cực lắm nhưng mà vui lắm mọi người. Cực nhưng mà rất là vui. Khi mà mình đam mê một cái gì đó thì mình phải làm cho bằng được mọi người. Đây, mọi người cũng ngắm nha. Cây này đã xong, tới cây này. Cây này thì khó để vô quá. Thank you.
những cái họng đó mọi người, họng là toàn bằng sắt thôi, cho nên là nhiều khi á họng nó lâu quá hại người ta không có dẫn tới dẫn lui, cho nên dính chặt lắm, khó mà mở ra. Cũng như là cái cây màu trắng này mọi người rất là khó mở mà họng ra. Đây mọi người cùng ngắm nha, cái chân nó có đâu rồi ta, đây hiệu đèn con nai nè mọi người, nó để cho hiệu đèn con nai chỗ này nè, ở trên mặt là song hỷ của nó luôn. Cái này cũng đẹp lắm, một cái màu này khó mở cái họng ra quá. Đây mọi người, hai cây cùng hai lấy hai cây cùng nhưng mà một dáng nhưng mà nó khác màu nghe. Đây. Tới cái hàng thứ hai này, hàng thứ hai à, còn một cái cây đèn hộp dịch, đây còn cái cây đèn hộp dịch màu xanh cobalt này. Này chắc mình sẽ làm hai cái clip quá. Đây là mọi người, bóng này nè mọi người, bóng này tên gọi là bóng bắp chuối nha, đó nó giống như cái bắp chuối của mình đó. Cái gì mẹ? Còn cái dĩa đắt chàng mà không Quân? Có chàng đâu có bán đâu. Cái dĩa nai mà đó mà chăm nó có bán hoài đó. Đâu đây nè? Đi ra cầm mua hàng chứ. Ô Quân, mấy cái này cái kêu vô người ta coi trước đi. Đây nè, chân được giác đây. Để em ra mấy đồ các mọi người, chúng em quay cái đó, ảnh ngưng nha. Để em quay clip sau nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.